kênh YouTube của Lilac Vlog nha. Xin chúc cho tất cả các chú chị và các bạn chúng ta một ngày mới tốt lành. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đố mọi người Lilac đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở trong toilet. Lilac đang ở trong toilet. Và ngày hôm nay thì Lilac cũng thấy là rất là nhiều cái đoạn clip rầm rộ nói về cái vấn đề chị Hoàng Kim Dung. Hôm bữa chị có vào Đại Nam đó, chị có làm cái vụ mà găng tay đó quý vị. Và khi chị đeo cái găng tay đó quý vị, cái găng tay đầu tiên chị đeo bên tay trái của chị nó ngắn như thế này, là chúng ta đủ hiểu là cái găng tay nó không đúng kích cỡ, không đúng cái thước, không đúng size của chị. Nhưng mà chị cũng cố tình cố tình hay là vô tình hay là cố ý gì đó, cái chuyện đó thì từ tất cả quý vị chúng ta cùng nhận định nha. Lý Lắc cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, nhưng mà cái bao tay đó là không có đúng cái size của chị, tại vì cái tay của chị là cái tay của dạng mà cái tay của mà đàn ông Mỹ. Tay phụ nữ, nhưng mà cái tay giống như là mình phải nói là cái tay của chị là cái tay lao động, tay chị nó rất là bự, nó không có mềm mại, nó không có nhỏ nhắn giống như cái tay những cái người phụ nữ khác đó. Thì chị sử dụng một cái bao tay là siêu mỏng và quý vị cũng biết á, cái bao tay mà nó siêu mỏng á thì á nó cũng rất là dễ bị rách nếu như chúng ta đeo không đúng cách. Nếu mà đeo không đúng cách thì cái bao tay cho dù cao su nó tốt cỡ nào thì nó cũng phải bị rách mà thôi đó. Vì cái vấn đề bao tay rách đó mà mấy ngày hôm nay thì cái tụi mà bên cái phe mà nó như là nó được cái phe bưng bô mà Oppo vô đầu á đó, cái tụi mà bị Oppo vô đầu á là nó đem những clip đó để nó lên nó bêu réo, nó kêu nó bêu réo. Và cái công ty Đại Nam thì khai trương, cái bữa khai trương đó là muốn quảng bá hình ảnh, quảng bá những cái bao tay đến với người tiêu dùng. Và như quý vị có biết á, bao tay mà khi đưa được đến người tiêu dùng á cũng phải có được sự kiểm định của cơ quan thẩm quyền. Muốn bán ra sản phẩm bên nước ngoài á thì nước ngoài họ cũng phải thử cái bao tay như thế nào, chất lượng như thế nào họ mới mua, chứ đâu phải là đơn giản đâu đúng không quý vị. Phải đạt chuẩn như thế nào, ISO như thế nào, đạt cái chuẩn như thế nào, đúng cái chuẩn châu Âu hay không thì mới nhập qua được châu Âu, đúng cái chuẩn quốc tế thì mới nhập được quốc tế, chứ đâu phải đơn giản là một hai cái như là lên mà làm test như vậy là đánh sập người ta được đâu, không đơn giản vậy đâu. Nè, ngày hôm nay quý vị, Lilac thường thường á sử dụng cái bao tay này nè. Đây là bao tay nhà Lilac có sẵn nè. Hồi xưa á, nhà Lilac có nuôi một con chó. Có nuôi một con chó đặt tên Michio Phạm Ngà. Con chó hồi xưa Lilac nhà nuôi á đặt tên Michio Phạm Ngà, nhưng mà con chó đó nó hay sủa bậy quá trời cho người ta rồi. Đây là cái bao tay bình thường Lilac hay sử dụng tắm chó nè, nhà toilet nè đó. Và hôm bữa Lilac lên trên chị Nguyễn Phương Hằng thì được tặng một cái túi bao tay. Cái bao tay này thường thường làm á quý vị, thì bao tay này nó cũng xài lâu lắm rồi, nhưng mà nó cũng bị rách rồi quý vị. Nè, nó bị rách rồi quý vị thấy không, lủng lộ rồi thấy không. Đó, bao tay này thì bao tay Trung Quốc nha quý vị ha. Nó rất là cứng nha. Rồi mà cái bao tay này đeo ra đeo vô nó cũng hơi bị khó khăn, tại vì cái này là cao su nó rất là dày quý vị, dày lắm. Bao tay này để mà gì dạng mà để như là làm những cái gì mà nó nặng á, cứng quá. Rồi thôi, cái bao tay này bỏ qua bên đi. Rồi đây, đây là bao tay của hôm bữa mình lên được chị Hằng cho nè. Thì ngoài bao tay thì nó có đề là cái màu đó quý vị. Sản phẩm bao tay của Đại Nam này nó có đề màu nữa không. Đó thì đây là màu trắng nè, màu xanh nè. Thì cái hộp này là 2.5g. Đó, size này là size M cho quý vị. Đây, trên cái bao bì này có đề sẵn 4 size nè. Nhỏ nhất là size S nè, tới size M, size L, size XL. Đó, thì cái bà cố Kim Dung hôm bữa là bà hốt cái size S là size nhỏ nhất dành cho những cái tay giống như là dạng như tay nhỏ như tay trẻ em đó quý vị. Tay phụ nữ mà dạng bút băng nhỏ xíu như tay trẻ em đó sẽ sử dụng cái size S đó. Còn cái size M là dạng là cái size này là cái size là đa phần mà nhiều người sử dụng đó, nhiều người sử dụng nha, dành cho những cái tay mà giống như là châu Á, tay nhỏ ha, tay nữ hoặc là tay nam nào mà nhỏ nhỏ thì size M. Còn size L là cái tay cũng như là hơi bự bự đó. Còn XL là dành cho cái tay của chị Hoàng Kim Dung, nhưng mà bữa chị Hoàng Kim Dung không xài XL, chị vô chị bóp vô cái size S đó, chị tạp vô cái đeo vô cái tay của chị rồi. Tay chỉ thì tay nó hơi bự đó, phụ nữ mà tay hơi thô. Làm clip này không phải là nói chê cái tay của chị thô, nhưng cái tay chị bự thiệt. Rồi hôm nay mình sẽ sử dụng cái bao tay này, rồi mình thử dụng mình test luôn. Đây và với những cái người mà sử dụng những cái bao tay mỏng như thế này đó quý vị, thì đa phần á là mình phải là cái móng tay của mình là phải cắt ngắn rồi quý vị đó. Khi mà mình làm trong y tế hoặc mình làm trong cái nail hoặc mình làm gì mà về cái tay của mình nhiều, bàn tay tối thiểu phải cắt móng thật sát như thế này. Thì khi mình làm những hoạt động gì mà sử dụng bằng đôi tay của mình mà sử dụng nhiều phải cắt móng tay như vậy. Một là nó dễ sinh, hai là nó không bị vướng bận ha. Rồi Lilac thì có cái còn để móng tay cái nha quý vị. Đây mình có móng, cũng có móng tay cái cũng hơi dài đủ gì thế không đó. Ok,
Rồi bây giờ mình sẽ đeo cái này là bao tay size M nha. Rồi để mình đeo thử vô. Khi đeo bao tay á quý vị, đúng không? Là đương nhiên là mình phải cho đúng đúng năm đầu ngón tay vô trước ha. Rồi đầu để mình đeo vô. Đeo thì cái ngón cái là phải luồn ở bên trong này, chứ không ai mà đeo mà cầm cái bên này mà giật như thế này nó sẽ bị đứt. Nếu như mà đeo bao tay mà chúng ta cứ cầm bên ngoài, chúng ta móc vô như thế này thì nó sẽ bị đứt bao tay. Chúng ta phải luồn phía trong bằng cái mô thịt, cái biểu bì thịt của cái ngón tay cái chúng ta đó quý vị. Cái biểu bì thịt này nè, chúng ta đưa vào bên trong, chúng ta lòn vô cái bao tay như vậy thì chúng ta đeo nó sẽ không bị rách cái bao tay ha, đúng không? Đó, cái bao tay này nói chung là đeo như vậy là nó đã vừa bằng với cái lòng bàn tay của Lý Lắc rồi đó quý vị. Đó, không? Chúng ta phải dùng những cái biểu bì trên tay này chúng ta để kéo cái bao tay, chứ chúng ta không được dùng cái móng mà chúng ta cầm chúng ta gị nó sẽ bị hư bao tay ha. Bây giờ bao tay này sẽ đeo chỉnh vô quý vị xem một lần nha. Chúng ta đeo á, khi mà chúng ta đeo vô mình thường thường sử dụng cho mục đích gì á, chúng ta đeo rất là nhẹ nhàng thì nó sẽ không bị rách bao tay. Nhưng mà chúng ta mà đeo mà cố tình mà chúng ta đeo nhanh hoặc là làm cái gì đó nó hấp tóc thì nó sẽ bị rách bao tay. Ví dụ như cầm như vậy, có móng tay nè, cầm vậy nè, kéo nhẹ cái nè. Đó, đó, thì nó sẽ rách liền quý vị thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Có móng tay kéo như thế này, quý vị không cần kéo cao đâu, kéo tới mức độ này thì nó đã đứt cái bao tay rồi. Nó không đơn giản đó đúng không? Nó sẽ bụp liền. Nè, chỗ này nè, lấy móng tay kéo à, đứt liền đúng không? Mình kéo vậy nó sẽ đứt, tại vì biết sao? Cái móng tay nè quý vị, cái móng tay nè, móng tay của mình nè, kéo nó sẽ đứt liền. Đó, bây giờ Lilac sẽ đeo một cái bao tay nữa. Và mình sẽ đeo một cách chỉnh chu đàng hoàng. Sau đó mình sẽ sử dụng bao tay này làm cái gì, quý vị xem tiếp clip nha. Khi chúng ta đeo vô bao tay vô, chúng ta phải sửa đầu mấy đầu ngón tay này đúng không quý vị? Nè, quý vị thấy không? Nè, kéo ra có đứt đâu, thấy chưa? Có đứt đâu, quý vị thấy không? Nếu mình kéo bằng cái biểu bì tay, biểu bì tay nha, mình không sử dụng móng, mình cứ kéo đây à, quý vị thấy chưa? Ra tới mức độ này nè, có đứt đâu, đúng không? Đây, ngón kế tiếp, đứt không? Ngón kế tiếp, ngón này nữa. Đó, Lý Lắc đã kéo tất cả các ngón tay nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đeo vô. Và quý vị hãy xem, khi mà Lý Lắc kéo ra như vậy thì liệu rằng cái bao tay này nó có bị hỏng hay là không nhé. Đây. What? Mình test đồ, mình review, mình phải chơi cỡ này đúng không vậy? Bây giờ toilet chơi cái này. Rồi ok, mình thử trước một cái này nha. Rồi, mình sẽ mở nước ra. Bao tay mới đây mình đã kéo 5 ngón tay đúng không vậy ha. Mình sẽ mở nước ra. Bây giờ Lý Lắc đang dặn nước ra một cái ca. Rồi, đây là một cái ca nước, Lý Lắc sẽ cho bao tay vào. Quý vị cho tay vào ha. Quý vị thấy sao? Coi như là mình đang sử dụng qua dưới nước nha. Mình xem là kiểm tra rằng liệu rằng kéo như mới nãy thì cái bao tay nó có bị giãn ra không, nó có bị giống như là bị nổ hột hay không. Và khi mà bao tay kéo giãn mà nó nổ hột á, mình cho cái bao tay vào cái loại nước, đây là nước lọc bình thường, nhưng mà nếu nước này là một cái nước quá chất gì đó, không phải axit nha, mà nó một quá chất gì đó nó gây ảnh hưởng đến cái da tay, thì liệu rằng nếu đây là một cái nước gì ảnh hưởng da tay thì nó có thấm qua khỏi cái bao tay này để vào cái lòng bàn tay của cái người mà làm những cái công việc tay chân hay không nha. Rồi, đây cái bao tay sau khi mình đã sử dụng qua nước rồi, bây giờ Lilac sẽ lột cái bao tay này ra nhé, bạn hãy xem nhé. Lột ra. Rồi, các bạn hãy xem đây. Đó, bàn tay mình sao? Khô ràng. Không một vấn đề hết. Đúng không? Ok chưa? Rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đeo bao tay tiếp theo. Bây giờ hơi hao bao tay ha. Rồi, mình review bao tay quý vị. Mình không phải là mình review để mình bán gì đâu. Tại vì mình bán yến, nhưng mà tại vì mình được tặng cái hộp bao tay mà mình thấy trên mạng là lùm xùm cái vụ bao tay, thì sẵn mình có cái bao tay đây thì mình sử dụng luôn. Nhớ là đeo bao tay là chúng ta sẽ lòn cái ngón cái bằng cái biểu bì của da tay để chúng ta lận như cái này, chứ cũng chúng ta không có dùng ngược như vậy, chúng ta cầm chúng ta kéo như vậy thì như thế này thì bao tay nó sẽ lủng thôi nha. Và Lý Lắc cũng nói luôn á, là cái đợt dịch vừa rồi á, Lý Lắc á, đi phát những quà từ thiện quý vị, là mua những cái hộp bao tay á, những cái hộp bao tay giống như vậy nè, mà hộp bao tay màu trắng, nhưng mà khi mà đeo cái bao tay vào thì bao tay nó rất là nhiều cái bụi.
cái phấn gì mà màu trắng trắng mà mình không biết nó làm như thế nào mà phấn trắng trắng, mà khi đeo qua tay vào đúng vậy, có khi là đeo vô cái là vừa đeo vô nó ra rách, đeo vô ra rách, nó rách nó tét ngay những cái chỗ cái kẽ tay nè quý vị, à, tét những cái kẽ này nè, rồi tét những cái chỗ móng, đeo vô nó tét liền, đó cái này đeo vô ok đúng quý vị, các bạn ha, à, bao tay là vừa với cái tay của mình nè, à, ok vừa dặn luôn ha, ngon lành ha, rồi mình sẽ đeo một cái bao tay nữa. Rồi sau khi mình đeo bao tay xong thì mình sẽ vào công việc coi như là lao động xem nó có bị gì không nha. Đó, với cái bao tay này cũng vậy, khi mình đeo vô, khi mình đeo vô mình sẽ lòn lòn bên trong để mình lận nó ra, à, à mình lòn như vậy á, phải lòn cái ngón cái vô trong, à chứ mà mình mà móc ở ngoài, móc vô móc xuống như vậy nó sẽ bị rách liền. À, ok, à rồi bây giờ mình bắt đầu vào công việc nha. Như quý vị cũng thấy là đây toilet nó đang dơ vậy nè, đó cái cửa toilet nó đang dơ vậy nè, rồi bây giờ mình sẽ sử dụng bao tay này mình chà toilet luôn. Mình ấy một miếng nước vô đây cho mình ấy miếng xà bông vô ha, chờ miếng xà bông bột vô ha, đó thả miếng xà bông bột vô, rồi mình sẽ cứ quậy cái xà bông bột này lên, đó mình sử dụng bao tay này mình quậy xà bông luôn. À quý vị ha, quậy xà bông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái bàn chải, à mình sẽ chà cái cửa này. Ây da, chết tôi rồi, cái lưng đứng chúng cái vòi đau quá. Bắt trời heo. Rồi mình sẽ chà cái cửa toilet này cho nó trắng luôn, cửa toilet mình nó hơi dơ. Ok, bao tay mình đang sử dụng không biết có đúng mục đích không nha, tại vì bao tay này là cái găng tay này để sử dụng mục đích gì thì mình chưa biết, nhưng mà mình đang sử dụng cái mục đích này nó hơi lao động coi như là mạnh nha. Đó, mình sẽ lao động vào việc chà rửa này, nó hơi ma sát mạnh nha. Đó, mình sử dụng cái đó có bị đắt không quý vị ha. Đó, ok rồi bắt đầu. Rồi bây giờ mình chơi thêm một miếng trà son này nữa. À, các bạn thấy không, mình làm cái này bây giờ mình mang sát cũng rất là mạnh nha, mình cầm miếng trà son, mình cầm bàn chải rồi mình cầm tùm lum đó nha. Chúc mình thử xem bao tay này có bị đắt không nha. Cái cửa là cái như là tạm ổn rồi, mình sẽ xịt nước. Wow, chà cái cửa trắng tinh luôn ha, vô tình bữa nay vô toilet chà sữa luôn. Trời ơi, nãy giờ đứng lên ngồi xuống đụng như cái vòi nè mọi người, đụng như cái lưng cũng chết luôn. Rồi bây giờ mình đã xong cái công tác cũng như cũng là hơi là mạnh tay đó quý vị, thấy không, mình cầm nào là bàn chải nè, đó mình cọ rửa nè, nào là miếng son miếng cước này nè, đó mình cầm mình miết trên tay, mình cầm trên tay của mình miết vô cánh cửa nè ha, nào là cái cây chà cầu tiêu đó bằng cái bao tay của Đại Nam. Rồi bây giờ để mình rửa sạch sẽ cái bao tay cái, à là mình đưa mọi người xem bao tay nó có bị gì không. Rồi mọi người xem bao tay nó có bị gì không, nó có lủng gì không. Rồi bây giờ mình lột từ cái bao tay ra nha. Rồi khi mình lột bao tay thì mình sẽ lột ngược lại vậy. Ok thì mọi người hãy xem cái tay của mình nó khô rang nè, nó không thấm nước vô lòng bàn tay luôn nha, thấy chưa, rất là khô mà mọi người nhìn kỹ nè, tay mình nó khô rang, nó không thấm nước vô lòng bàn tay luôn, nó không thấm một miếng nước nào vô cái ngón tay mình luôn, thấy chưa, từ cái đầu ngón tay nè, chưa, nó không thấm một miếng nước nào vô đầu ngón tay mọi người thấy không.
Đó. Rồi. Mình sẽ lọc cái bàn tay kế tiếp. Cái tay phải này mới đấy mình ma sát nhiều hơn nữa nè. Rồi. Mình sẽ lọc ra. Đó, mọi người xem. Rồi. Tay mình có gì không? Thấy chưa? Khô rang khô ráp luôn. Nếu như bao tay này mà lủng thì cái tay mình đã ướt và dính xà bông rồi mọi người không? Đó. Thấy chưa? Rồi. Cái tay mình nó dính một miếng mực nè quý vị. Mới nãy là con của mình á là để cái hũ mực nó không biết nó cầm nó chơi thì lúc đó mình mới chụp con mình lại là con mình cái chân nó dính mực không à, cái tay mình mới dính miếng mực. Rồi sẵn đây á, mình sẽ lấy cái hũ mực vô đây, mình sẽ lấy cái bao tay cho mọi người xem một lần nữa nha. À, để nguyên cái máy luôn. Cái chân của nó dính mực không à. Con gái của đi lắc phá lắm. Đây. Đây cái hũ mực. Cái hũ mực. À, tại sao nhà mình có hũ mực này? Tại bố của mình á là ngày nào cũng lấy cái viết á, bơm mực để viết, viết những cái nhật ký gì của ổng á, nên ổng thích, rất là thích viết bằng mực này ha. Đó, nhưng mà ngày hôm nay là ổng quên, ổng viết xong để bên dưới thấp quá, cái con mình nó quên đổ mực tùm lum. Rồi sẵn ở đây mình sẽ lấy cái găng tay tiếp theo nữa của Đại Nam nữa. Mình có thể mình cầm nhưng mà mình cầm bằng cái biểu bì của da tay nha mọi người, chứ chúng ta không thể dùng móng nha. Đó, khi lòn vô đây chúng ta phải lòn ngược cái biểu bì tay mình vô nè. Đó, như thế này á thì nó sẽ không bị, nó không bị hư cái bao tay đúng không? Chứ còn chúng ta phải sử dụng bằng móng thì bao tay nào thì nó phải, bắt buộc nó phải hư thôi, nó phải lủng thôi. Đó, rồi xong cái bao tay này ha, mình sẽ lấy một cái bao tay nữa. Đáng lẽ ra thì mình không phải quay cái vụ bao tay này chứ đâu, nhưng mà mình thấy rất là thấy lu bu cái vụ găng tay. Chị Hoàng Kim Dung chỉ lên trên đó, không biết vô tình hay là cố ý nữa, chị hốt vô cái găng tay, mà cái găng tay đó là trước khi đeo vào đó, găng tay đó là cái găng tay nhỏ nhất rồi. À, quý vị có cứ thử nghĩ xem, mặc một cái quần xì nha, mình nặng 80 kg mà mình lấy cái quần xì của người ba mấy 40 kg à, mình mặc vô tét chứ sao, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Mặc cái quần xì chật thôi coi, quý vị ngồi xuống tét không? Mặc một cái quần bình thường mà nhỏ thôi, quý vị ngồi xuống nó tét đáy không? Đương nhiên là rách đáy quần liền. Á, à, uống gì mà cái bao tay nó mỏng như thế này, đúng không? Đó, khi chúng ta kéo á, là chúng ta phải ấy mấy cái kéo cái này á, chúng ta phải ấy mấy cái đầu ngón tay vậy nè. Đó, thì nó sẽ mình kéo mấy cái này nhưng mà đồng thời cái đầu ngón tay mình búng về nó sẽ dễ vô. À, còn cái cách đeo găng tay thế nào mình không biết nhưng mà theo mình làm vậy đó, mình nhìn thấy là vậy đó, mình kéo cái này nè. À, mấy cái đầu ngón tay này mình búng thì nó sẽ vô. À. Và cái đeo găng tay mà bao tay mình mà giống như nó bị ướt á, đeo nó cũng dễ bị hít lên nha mọi người. Tay mình cũng phải khô ráo ha. À, rồi ok, rồi bây giờ mình thử với cái mực nha. Mình sẽ thử là lấy những cái đầu bóng tay này mình nhúng vô mực hay sao nha mọi người. Đây. Không. Đây. Hai cái. Đây. Ba cái. Đây, bốn cái. Và ngón tay cái đút vô luôn. Tiếp theo bên đây. Đây một cái. Đây hai cái. Đây ba. Rồi đây là ngón thứ 9 và ngón thứ 10. Đây là 10 ngón tay mà đã nhúng vô mực nha. Rồi bây giờ mình chét xung quanh cái tay của mình nha. À, rồi bây giờ mình sẽ tháo cái găng tay này ra xem kiểm chứng nữa là cái ngón tay nó có bị dính mực hay là không nha. Rồi mà xui một cái là bữa nay mình không có tính làm vụ này đâu, nhưng mà con của mình nó chơi mực thì vô tình mình thấy con mình nó chơi cái hũ mực mà nó rổ gì đó thì mình lấy cái hũ mực ra mình test luôn. Và lưu ý là cái ngón tay bữa nay có một cái ngón tay nó dính mực là do bữa nay là con mình chơi hũ mực nha, chứ không phải là nó dính rồi mình quay lại đâu nha. À, đây bây giờ mình sẽ lột cái bao tay ra rồi mọi người xem có dính mực hay không, có dính mực không không hề. Ok, mình sẽ lột tiếp cái găng tay này ra. Đó, thấy chưa? Không dính mực đúng không? Cái ngón tay này dính mực cũ nha. Nha, lưu ý ngón tay này là do ngón tay dính mực cũ nha. Là do cái chân của con của mình. Bên đó nó chơi mực. Mình mới lấy hũ mực này mình dùng thùng rác. Nhưng mà mình quay cái clip này mình nhớ lại mình lột thùng rác lấy lại cái hũ mực này nha. Mọi người chú ý điều đó nha. Ok. Ok chưa? Rồi. À, đây bên đây con của mình nó chơi, nó dính mực đây. Đây. Đâu? Bên đây con chơi dính mực đâu? Đâu? Đây, để em cầm tao nói bố nó xạo cái tay dính mực đây nè. Chân dính mực đó nè. Được chưa? À, thôi bố đang quay phim.
bố biết rồi. Đó, chân tay nó dính mực tùm lum nè, nó quậy nè. Đó, mới lên nó làm đổ mực ở đây nè. Đổ mực dưới sàn này mình mới lao xong. Đó, đổ mực dưới sàn này mình mới lao nè. Chứ mình không có nói dối đâu nha. Đó, ok. Đó. Rồi, mọi người thấy găng tay này sao? Ok không? Hôm nay mình review một cái chỗ, nói chung là nó cũng hơi tế nhị, đó là trong toilet. Nhưng mà mình muốn cái nào nó là đâu ra đó. Sự thật chỉ là sự thật ha. Rồi, cái bao tay á, nó tốt hay không á, là mình mua về, mình sử dụng. Mình mua thử, mình về mình sử dụng. Đó, rồi từ đó mình sẽ nhìn nhận, mình sẽ biết được là cái giá trị và cái độ tốt, độ bền bỉ của nó như thế nào. Chứ còn mà một hai cái mà thí dụ như đeo bao tay không đúng cách, không đúng quy trình, không đúng quy cách, mình đeo vô mình cầm mình bứt như thế này thì bao nào nó cũng lủng hết trơn ha, bao nào cũng lủng hết trơn. Mà cái bao không lủng thì cái bao nó dày, còn cái bao mà siêu mỏng á rất là dễ bị rách. Bao càng mỏng càng dễ rách. Và chúng ta phải đeo đúng cách, giống như đeo bao cao su cũng vậy, phải đeo phải đúng cách. Đeo bao cao su là phải bóp cái đầu rồi sau tôi phải vuốt xuống, đúng không quý vị? Chứ mà đeo thẳng vô một cái đồ cái thế mà nó căng vậy, mà cứ cương cứng căng vậy đó, cứ chọt nó rách bao. Ok, bao cao su khi mà đeo bao cao su vô người ta mới túm cái đầu bao, đúng không? Túm cái đầu bao chỗ cái quy đầu á của người đàn ông á, ta túm cái đầu bao ta vuốt xuống một cái đó, là khi buông ra là nó có một cái chút dư phía trước đó, mà khi cương cứng lên sử dụng nó sẽ không bị rách bao. Còn nếu mà đeo mà cứ cầm vậy mà vuốt từ trên xuống vuốt sử dụng á, chọt thôi là lủng bao rách bao, đó là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường. Và cái chuyện rách bao này mình thấy rất là bình thường, nhưng mà những cái người xuyên tạc, những cái người không thích á, họ đem làm một cái câu chuyện, một cái câu chuyện của họ. Ok, thì bây giờ cũng ngồi nóng quá rồi, và cũng chút xíu nữa thì chúng ta sẽ kè xem trực tiếp livestream chị Nguyễn Phương Hằng trong ngày hôm nay nữa. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái clip này với Lý Lắc Ga. Chúc tất cả cô chú chị được nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, và chúc cho cái thương hiệu Đại Nam coi như là mua mai bán đắt. Ok, chào tạm biệt.